Bạn nghĩ sao khi bản thân trở thành một giống loài đặc biệt hơn những người khác? Bạn sẽ được yêu mến, được tôn trọng, được đem sức mạnh đó bảo vệ những người xung quanh, trở thành hero của nhân loại. Nhưng được thế như các thí Marvel thì tôi biết mấy. Á nhân là một thế giới trần trụi và chân thật đến đáng sợ. Khi trở thành thực thể được tạo hóa ban tặng sự đặc biệt, bạn sẽ bị săn đuổi, trở thành những con chuột thí nghiệm, một nguồn lợi khổng lồ khiến quốc gia nào cũng thèm khát. Hãy cùng Anime Rewind bước vào hành trình đầy tàn nhẫn của Á nhân để trả lời câu hỏi: nếu là bạn, bạn có muốn đặc biệt? Cảnh báo: video sẽ có những chi tiết spoiler, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Á nhân là một giống loài mới. Theo báo cáo, chúng là một giống loài bất tử. Dù bị băm ra trăm nghìn mảnh, chúng sẽ tự tái tạo cơ thể bằng mảnh lớn nhất. Nói ngắn gọn hơn theo nghiên cứu thì chúng không thể chết. Á nhân được quân đội Mỹ phát hiện đầu tiên và bắt giữ vào 17 năm trước. Hiện tại á nhân có 46 cá thể và có 2 cá thể ở Nhật Bản. Theo nghiên cứu, vẫn còn có nhiều á nhân chưa được phát hiện, bởi khi chết đi, con người mới biết được họ có phải á nhân hay không. Tất cả những học sinh, những người xung quanh chúng ta đều có thể là á nhân. Theo tin đồn, nếu bắt được một á nhân sẽ được thưởng một món tiền vô cùng lớn. Kei Nagai là một học sinh có thành tích học tập châu bò, luôn cố gắng trở thành một bác sĩ trong tương lai. Kei khó kết giao bạn bè và vì tập trung học hành, cậu cũng chẳng cần những mối quan hệ vô bổ đó. Kei sống với mẹ và cô em gái bị bệnh, cậu bé lạnh lùng cùng cái đầu lý trí đến mức đáng sợ. Đang suy nghĩ về những thứ gần đây trên mạng xã hội, những video tra tấn các á nhân cùng những hình ảnh đáng sợ gặp phải khi còn nhỏ, cậu đã băng qua đường mà không chú ý đèn tín hiệu. Một chiếc xe tải lao nhanh tới, tông trúng Kei, cơ thể cậu đứt lìa nằm dưới gầm bánh xe. Tài xế hoảng hốt bước xuống, nhìn vết máu tươi dưới bánh xe, bối rối chỉ vào đèn tín hiệu: nó tự dưng băng qua, không phải lỗi của tôi. Người xung quanh xôn xao vì vụ tai nạn thương tâm. Bỗng dưng Kei từ từ bò lết ra khỏi bánh xe với thân hình đầy máu. Cậu đứng dậy trước sự ngạc nhiên của những ánh mắt xung quanh, nhận ra cơ thể đang được tái tạo lại và ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người. Kei tuyệt vọng hét lên: không phải, tôi là con người. Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm. Một bạn học của Kei đưa bàn tay ra: tớ tin mà, tụi mình là bạn nhỉ. Kei nhanh chóng hiểu được sự thèm khát trong câu nói đó và ánh mắt của những người xung quanh. Họ muốn bắt cậu để nhận thưởng. Kei hét lên, vô tình làm mọi người bất động và nhanh chóng chạy trốn. Kei trở thành á nhân thứ 3 của Nhật Bản. Cậu bé phải sống chui lùi, tương lai một cuộc sống bình thường đã trở nên xa vời. Kei cứ chạy mãi và núp ở một ngọn núi gần đó. Giờ đây, Kei mới hiểu được sức mạnh của tình bạn. Cậu không có bạn bè, không có người để tin tưởng. Người thân duy nhất chỉ có gia đình. Nhưng một học sinh não to như Kei thừa biết gia đình hiện tại đang bị theo dõi. Điện thoại về nhà chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Kei bỗng nhớ lại một người bạn ngày bé, Kai. Vì sợ kết bạn với Kai sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, nên Kei đã nghe lời mẹ, Po Si Po, người bạn thân. Trong giây phút cô độc này, Kei điện thoại cho Kai tìm sự giúp đỡ. Thông tin của Kei đã được báo đài, TV thông báo rộng rãi. Một cuộc truy tìm á nhân Kei diễn ra trên diện rộng. Kai chở Kei chạy trốn trên chiếc xe máy. Màn đêm bao phủ càng làm cuộc rượt đuổi thêm kịch tính. Khi dừng lại đổ xăng, cả hai bị hai tên côn đồ nhìn thấy. Vẫn không nhận ra được nguy hiểm, Kei dừng xe để giải quyết nỗi buồn thì bị tấn công bất ngờ. Khi bị bóp cổ đến chết, một bóng đen được Kei vô tình triệu hồi, nhưng bản thân cậu cũng không chú ý đến nó. Kei thét lên làm bọn côn đồ bất động. Nhân cơ hội này, cả hai leo lên xe máy tiếp tục chạy trốn. Hai tên côn đồ cũng nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng bọn chúng đã không ý thức được rằng mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa. Ngay khi Kei suy nghĩ, lũ khốn chúng mày chết đi. Cơ thể bọn chúng bị một bóng đen giữ lại ngay khi xe băng qua đường ray, và rất nhanh chóng xe lửa đã cán chết chúng. Bóng đen này là một sức mạnh khác từ Kei. Trời bắt đầu sáng, cả hai cũng đã sắp đến điểm dừng chân an toàn tạm thời. Lại bị phát hiện và đuổi bắt, lần này căng hơn. Chiếc xe bị đá mạnh khiến Kai mất lái, cả hai rơi xuống phần đất gần đó. Phần chân của Kei bị gãy, cậu tự dùng dao cắt cổ và hồi sinh với một cơ thể mới, không còn vết gãy ở chân. Một lần nữa, cả hai đã chạy trốn thành công. Một diễn biến khác, á nhân số 2 tên Tanaka sau một thời gian dài bị bắt giữ làm vật thí nghiệm, đã được cứu thoát bởi một người đàn ông trung niên với đặc điểm nổi bật là luôn đội một chiếc mũ. Ông ta tên Sato. Tosaki, phụ trách nghiên cứu các á nhân và trợ lý Izumi, cũng xuất hiện để tìm kiếm Kei. Họ hợp tác cùng lực lượng cảnh sát và đến nhà điều tra mẹ của Kei. Sau khi không kiếm được thông tin gì, Izumi đến bệnh viện gặp em gái Kei. Khi định hỏi thêm điều gì đó từ cô bé, Izumi bị đâm xuyên một vết chí mạng và bị nhấc bổng. Cô gục xuống chết ngay lập tức. Em gái Kei chứng kiến tất cả đã ngất đi. Kẻ gây ra cuộc thảm sát là Tanaka, kẻ vừa được Sato cứu thoát. Hắn điều khiển bóng đen hay còn gọi là hắc hồn, nhằm mục đích bắt cóc em gái Kei buộc cậu lộ diện. Một sự việc không ngờ đến, Izumi vừa bị giết đã tỉnh dậy. Cô là một á nhân. Izumi triệu hồi hắc hồn chiến đấu với hắc hồn của Tanaka. Lợi thế vì điều khiển hắc hồn ở cự ly gần, Izumi giành chiến thắng, tạm thời đánh bại được hắc hồn của Tanaka. Những bức tường đã bảo vệ được cô bé.
giường bệnh bỗng trống rỗng, có đến hai hắc hồn. Trò dương đông kích tây này đã thành công khi bắt được em gái của Kay. Ở phía còn lại, Kay cũng đã bắt đầu tỉnh lại. Cậu nghĩ đến việc tìm kiếm những á nhân khác để mở ra một tia hy vọng nào đó cho cuộc chiến đơn độc này. Kay đập vỡ điện thoại cá nhân, lấy điện thoại của Kai nhân lúc Kai ngủ say. Cậu tạm biệt người bạn và âm thầm rời đi, bước vào cuộc chiến riêng của bản thân. Vừa rời nơi trú ẩn, Kay nhận được cuộc điện thoại của em gái vào máy Kai. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông. Cậu nhìn thấy hắc hồn rồi chứ? Sato hẹn Kay đến điểm gặp gỡ và sẽ cho cậu biết sự thật. Cảnh sát phía Tosaki cũng đã tìm được vị trí em gái Kay thông qua cuộc gọi gần nhất. Tất cả đều đang tiến đến điểm hẹn. Kay và Sato gặp nhau. Ông ta để lộ rõ thành ý muốn được giúp đỡ cậu. Tuy nhiên với cái đầu thông minh, Kay không tin tưởng ngay. Cậu hỏi về tình hình em gái và Sato đã lập tức quỳ gối xin lỗi vì phải dùng cô bé để bắt cậu lộ diện. Cô bé vẫn an toàn. Kay lại tiếp tục hỏi về cuộc sống hàng ngày của Sato. Ông ta cho rằng con người có người tốt, kẻ xấu. Ông ta không hề thù ghét loài người và hiện tại vẫn sống một cuộc sống yên bình. Kay cũng vậy, cậu cũng muốn sống một cuộc sống yên bình. Với tư tưởng giống nhau, Kay chắc rằng có thể tin tưởng được người đàn ông này. Bỗng nhiên, loạt đạn thuốc mê bắn tới, đỡ một đòn giúp Sato, Kay ngất xỉu. Và quả thật, thuốc mê chính là một vũ khí tuyệt vời để đối đầu với á nhân. Bởi vì nếu chết, á nhân sẽ hồi sinh, còn mê man thì họ chỉ ngủ. Kay vừa bất tỉnh, Sato đã lộ ra vẻ mặt thật. Chúng ta hãy dạy lại cậu ta. Loạt đạn đó chỉ là một vở kịch được chính Tanaka bắn ra. Sato bỏ lại Kay nằm bất tỉnh tại nhà ga gần đó. Kay bị phản bội vì muốn yên bình nên cậu bé chưa thể là đồng minh của Sato. Hắn sẽ tạo ra sóng gió cho cuộc đời cậu nhóc để cậu thù ghét con người. Khi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh Kay đều tối om. Cả người cậu bị quấn kín và bị cột chặt trên một chiếc giường thí nghiệm. Cậu bé không thể kêu la, cũng không thể động đậy. Một bác sĩ vây quanh cậu. Họ lần lượt cưa, cắt tay chân, lần lượt các bộ phận trên cơ thể của cậu và gây đau đớn để kiểm tra nhịp tim, sự co giãn của các mạch máu. Cứ vậy, Kay bị giày vò đau đớn chết đi sống lại hết lần này đến lần khác. Với cơ thể cuốn băng kín, Kay chìm trong bóng tối, không biết là ngày hay đêm, không thể la hét, càng không thể nhớ gì khác ngoài nỗi đau. Kay đã nhiều lần bị cơn đau giày vò đến tiêu cực, nhưng vì nhớ về Kai, cậu đã hy vọng rằng mình sẽ thoát khỏi đây. Trong bóng tối ấy, Kay cũng nhớ đến Tanaka và hiểu rằng vì sao hắn lại căm thù con người. Mỗi ngày, cơn đau càng dài hơn, sự hành hạ càng tàn nhẫn hơn. Sau một khoảng thời gian gần 10 ngày, Sato mượn cớ giải cứu Kay đã tấn công vào căn cứ nghiên cứu. Hắn thỏa sức giết chóc như một kẻ điên. Khi những mũi tên thuốc mê chạm vào người, hắn sẽ ngay lập tức tự sát để tỉnh lại. Rất nhanh chóng, hắn đã tìm thấy Kay và giải cứu cậu. Tuy nhiên, trái với mong chờ của hắn, ánh mắt Kay không hề hiện lên sự căm thù như Tanaka. Cậu bé bình tĩnh và trao cho Sato giọt nước mắt biết ơn. Trong đôi mắt ấy, Sato biết hắn đã thất bại trong việc cố gắng lôi kéo thêm một thành viên. Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Kay theo sau Sato rời đi. Họ vô tình gặp những bác sĩ đã hành hạ Kay. Tuy nhiên, cậu bé vẫn quyết định tha cho họ mà muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Sato thì muốn giết chóc, hắn bắn chết một người. Kay ra sức ngăn cản và vô tình dùng súng bắn chết hắn. Đây là một cú sốc đầu đời với Sato, bởi hắn chẳng thể điều khiển được con cừu non này. Sato nhận ra Kay quá khác với tư duy của một người thông thường. Kay quá thông minh, quá lạnh lùng, quyết đoán và chẳng hề ủy mị. Cậu bé không quan tâm đến những gì khác ngoài bản thân, nhưng cũng không muốn bản thân trở thành công cụ cho mục đích của ai khác. Sato đã chính thức lật mặt. Hắn sẽ dạy lại Kay bằng cách chém đầu cậu bé để cơ thể ấy tái tạo lại một cái đầu mới. Khi chiến đấu, Kay bị Sato đâm vào bụng. Tình thế nguy cấp, hắc hồn của cậu xuất hiện. Nó to lớn, dữ dội đến mức một kẻ như Sato cũng phải ngạc nhiên. Nhân cơ hội, Kay chạy trốn thông qua vết bút dẫn đường trên tường mà bác sĩ đã để lại. Sato theo vết bút cũng đuổi tới sân thượng. Kay đã triệu hồi hắc hồn giao đầu với Sato. Đang định bỏ trốn, Kay phát hiện bác sĩ bị bắn trúng đang thoi thóp. Lương tâm không cho phép bỏ rơi anh ta. Kay thả bác sĩ từ trên tầng thượng xuống bụi rậm gần đó xem như cứu anh ta một mạng. Hành động của Kay bị phóng viên xung quanh quay phim lại. Họ cho rằng Kay là kẻ giết người. Đáng tiếc, nhưng đôi khi những gì nhìn thấy bằng mắt cũng chưa chắc đã là sự thật. Bác sĩ chỉ cho Kay cách duy nhất để trốn thoát là nhảy xuống hệ thống điều khiển con đập gần đó. Khi mưa lớn, hệ thống đập sẽ xả nước ra biển. Nhờ đó, cậu đã thoát thân trong suýt soát. Kay chỉ là con tốt nhỏ của Sato. Trò chơi của hắn giờ mới chính thức bắt đầu. Tanaka mang đồ bệnh nhân ngồi trên chiếc xe lăn giả vờ ngủ. Khi phóng viên kéo đến, hắn đẩy chiếc xe lăn từ từ tiến ra ngoài phòng thí nghiệm. Hôm nay, tôi muốn cho mọi người biết một bí mật. Đừng tin lời chính phủ. Chính phủ đã thực hiện thí nghiệm vô nhân tính lên á nhân. Và tôi đã tung những bằng chứng ấy lên mạng thông qua việc đột nhập phòng thí nghiệm. Sau đó, Sato kêu gọi sự tập hợp của tất cả các á nhân trên toàn quốc thông qua một điểm gặp mặt để cùng đấu tranh đòi quyền lợi cho á nhân.
tất cả các phương tiện truyền thông đã tập hợp tại điểm họp mặt mà Sato nhắc đến. Tuy nhiên không khí khá yên tĩnh, họ không thu thập được điều gì kỳ lạ. Đương nhiên, ai ngu đâu mà lại ông tôi ở bụi này, ra mặt để bị bắt nhốt. Các á nhân đều dùng hắc hồn đến điểm hẹn và với mắt của con người bình thường, họ không thể nhìn thấy chúng. Điểm tập hợp thực sự là ở một nơi khác. Tất cả các á nhân tập trung về điểm hẹn thông qua giao tiếp với các hắc hồn. Sato lên kế hoạch thảm sát tất cả nhằm cho con người biết sợ và lấy lại công bằng cho á nhân. Tuy nhiên, kế hoạch như shit vậy thì ai nghe mà thông não cho được. Một loạt á nhân không đồng tình, họ kéo nhau ra về. Ngay khi quay đi, họ liền bị tập kích. Sato quyết định nhốt tất cả vào một cái thùng không có ánh sáng hay không khí để ngăn họ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Sau cuộc chống trả quyết liệt, chỉ duy nhất Khô ngốc nghếch trốn thoát. Thanh niên Khô đầu óc khá đơn giản, đã vậy năng lực vận động cũng không tốt mấy. Thậm chí nhóc hiện tại còn không thể triệu hồi được hắc hồn. Khô sau này chính là một đồng đội của Kay. Không biết sao chứ mới nghe thôi đã thấy báo rồi. Hiện tại, nhóc Khô cũng không thể về nhà vì đã bị phát hiện thân phận thật khi Tosaki xem lại camera tại điểm tập hợp giả. Sau cuộc tập hợp, một tổ chức á nhân do Sato lãnh đạo đã thành lập gồm 5 thành viên. Sato, Tanaka, tên què sở hữu cái đầu thông minh và khả năng xâm nhập vào hệ thống máy tính, cùng 2 tên á nhân giỏi đâm chém khác. Kế hoạch tấn công của Sato chính thức bắt đầu. Địa điểm đầu tiên là dược phẩm Grant, một trong những tập đoàn lớn dùng tiền để thí nghiệm thuốc lên cơ thể á nhân. Tosaki được giao trách nhiệm đứng đầu đưa ra chiến lược cho trận chiến này. Quân đội được tập trung tại tập đoàn dược phẩm, cùng với đó là nước được phun liên tục từ trên tầng thượng, bởi các hắc hồn sẽ bị hạn chế kết nối với chủ thể khi đụng phải nước. Mọi kế hoạch bắt á nhân được Tosaki chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Bên Sato cũng cáo giả không kém. Chúng giả thành nhân viên dịch vụ sửa chữa Clean Fox, trà trộn vào tòa nhà cao tầng gần sát công ty dược phẩm và đặt một quả bom với sức công phá lớn. Đến đúng ngày tấn công, Sato hiên ngang vào tòa nhà, lên trên tầng thượng và kích hoạt quả bom. Tòa nhà cao tầng nhanh chóng sụp đổ và ngã đè lên công ty dược phẩm. Kế hoạch của Sato khiến mọi người không ngờ đến. Không ai nghĩ rằng hắn sẽ lợi dụng tòa nhà cao tầng sát đó để làm sập công ty dược phẩm. Bị đánh một đòn bất ngờ, quân đội hoang mang, cùng với đó là những thương vong rất lớn ở tòa nhà và khu vực xung quanh. Trong làn khói bụi, Sato cầm khẩu súng bước đến. Đơn vị tác chiến đặc biệt ưu tú của chính phủ cũng xuất hiện. Lực lượng quân đội ưu tú được trang bị vũ khí đến tận răng bao vây Sato. Hàng loạt tiếng súng được nã vào người hắn. Họ đã lên kế hoạch thực hiện một trận liên sát. Ngay khi hắn tỉnh dậy, họ sẽ tiếp tục giết hắn đến khi áp sát được mục tiêu và khống chế hắn hoàn toàn. Mọi việc đang diễn ra rất trôi chảy. Sato bị khống chế. 20 thành viên của quân đội đặc biệt vẫn không ngừng bắn vào hắn ngay khi hắn vừa tỉnh dậy. Đồng đội của Sato ở trên nóc nhà cũng nhanh chóng hỗ trợ. Chỉ cần một chút thời gian, Sato đã nhanh chóng triệu hồi hắc hồn để bảo vệ và giết chết toàn bộ quân đội đặc biệt. Từ trong làn khói bụi, hắn chậm rãi từ từ bước ra, nở một nụ cười, đi qua lực lượng cảnh sát và rời đi. Sato đã giành chiến thắng, thương vong khắp mọi nơi. Cuộc chiến được Sato phát sóng trực tiếp trên các phương tiện đại chúng. Á nhân càng trở thành nỗi sợ hãi đối với nhân loại. Về phần Kay, cậu đã trôi giạt đến một hòn đảo nhỏ, được một bà lão giúp đỡ và lấy danh nghĩa là cháu trai Ryota của bà để ở lại làng. Nhờ vậy, Kay đã có nơi trú chân tạm thời. Trong khoảng thời gian yên bình này, Kay tập trung luyện tập để điều khiển hắc hồn. Khi sử dụng hắc hồn, làn khói đen từ nó hay còn gọi là IBM xuất hiện. Nhờ vậy, Khô đã may mắn tìm được Kay. Nhưng Kay vốn đâu muốn kết bạn, phần vì thằng này báo vậy thì có ngu mới dây vào. Kay không tin Khô và chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình như hiện tại. Cậu nhốt Khô vào một chiếc xe tải và mang thức ăn đến hàng ngày cho Khô. Nhưng giấy thì không gói được lửa. Mọi người ở trong làng bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Kay. Sau sự kiện thảm sát ở tập đoàn dược phẩm đã khiến các á nhân bị truy đuổi ráo riết hơn. Thông tin và hình ảnh của Kay cũng được đào lại. Mọi người trong làng đã phát hiện ra sự thật. Bị chỉ điểm, Kay cũng bị quân đội bí mật bao vây. Trong tình huống nguy hiểm, Kay giả vờ kề dao vào cổ uy hiếp bà và nhân cơ hội chạy trốn. Khó khăn lắm, Kay mới chạy trốn vào ngọn núi gần đó. Cậu sử dụng hắc hồn đánh lạc hướng cảnh sát, nhưng ở mãi trong ngọn núi cũng sẽ bị phát hiện. Kay sử dụng Khô làm mồi nhử. Cậu điện thoại cho Khô để cảnh sát tập trung vào vị trí của Khô. Khi cảnh sát ập đến, không thấy Khô đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại. Kay và Khô đã cùng nhau chạy trốn, nhưng đời không như màu hồng. Đến hạn đường chính, cả hai đã bị Tosaki đón đường. Khi sắp bị đánh bất tỉnh bởi Izumi, hắc hồn của Kay xuất hiện. Nó đã tự quyền hoạt động theo ý thức riêng và thậm chí vô cùng mạnh mẽ và có thể tái tạo liên tục. Có thể nói đây là hắc hồn mạnh nhất từng xuất hiện. Chạy trốn khỏi Tosaki thành công, cả hai quyết định kiếm lão Sato, chấm dứt những điều xấu xa mà lão gây ra, đồng thời để con người có cái nhìn tích cực hơn về á nhân. Phía bên này, Sato đã lên kế hoạch giết chết 15 cá nhân liên quan đến việc hành hạ các á nhân và yêu cầu đất nước chấp nhận quyền của các á nhân, nếu không, hắn sẽ tiến hành khủng bố lần thứ hai. Tosaki sau khi thất bại trong hàng loạt sự kiện, mém tí nữa đã bị đuổi ra khỏi ban quản lý á nhân. Tuy nhiên với tình hình hiện tại,
anh vẫn là một trong những thành viên quan trọng của tổ chức. Sau khi tuyên bố hung hồn sẽ tiêu diệt Sato, Kay nghĩ ra một kế hoạch tìm kiếm đồng minh, một kẻ có kinh nghiệm và có thể giúp cả hai đối đầu với Sato. Không ai khác chính là Tosaki. Ủa, chạy tụt quần mới thoát được Tosaki, giờ lại muốn làm đồng minh với hắn. Phải công nhận Kay quá liều lĩnh với canh bạc này. Sau một loạt cân nhắc và điều tra, Kay càng chắc chắn Tosaki là đồng minh mà cậu cần. Vợ trước cưới của anh ta bị tai nạn và hôn mê, cô không mua bảo hiểm nên rất cần nhiều tiền trong việc chữa trị. Chắc rằng Tosaki cũng rất muốn bắt nhốt Sato và giải quyết đống rắc rối này nếu không muốn mất việc. Nhưng nếu nói miệng thì dễ gì thuyết phục được Tosaki, thậm chí chưa kịp nói đã phải ăn kẹo đồng. Kay và cô trộm một chiếc xe, lái nó đến bệnh viện nơi vợ chưa cưới của Tosaki đang chữa trị. Kay lấy bạn gái Tosaki làm con tin, cậu muốn trao đổi. Mùa hè, lớp học tràn ngập ánh sáng, một cuộc sống nhàm chán nhưng yên bình. Hãy để bọn tôi trở thành con tốt của anh. Tosaki thấy cũng khá có lý, giờ bắt hai thằng nhóc cũng chả được lợi ích gì. Nên thôi cứ là đồng minh, có thêm hai chiến binh á nhân lợi quá còn gì. Kay và cô được giấu đưa về căn cứ riêng của Tosaki. Cả hai được rèn luyện những bài tập thể chất, sử dụng súng và được giải đáp những thắc mắc cùng giáo sư Ogura, một nhà nghiên cứu á nhân của Mỹ bị Tosaki bắt cóc. Sau nghiên cứu, ông ta phát hiện ra hắc hồn của Kay đã bị cậu bé bỏ rơi trong thời gian dài. Chính vì vậy nó đã tự ý hoạt động và không nghe lời Kay, thậm chí nó còn tấn công cậu. Hắc hồn giống chủ nhân, nó cho rằng bản thân thông minh nên không cần nghe lời người khác. Ngoài ra nó còn vô cùng đậm đặc khi có thể được triệu hồi lên đến 9 lần một ngày, gần gấp đôi so với một hắc hồn thông thường. Muốn thay đổi bản tính bất trị của hắc hồn, trước hết Kay phải thay đổi tính cách của bản thân. Bên này, Sato cũng đã bắt đầu hành động khi không nhận được sự chấp thuận từ chính phủ. Hắn thu về dưới trướng thêm nhiều á nhân và bắt đầu tán sát từng người trong danh sách. Với danh sách đã lên của Sato, phe phái Tosaki sẽ phục kích khi hắn tấn công người thứ 14, Bộ trưởng Bộ Y tế. Tosaki lên kế hoạch lấy trộm lịch trình của Bộ trưởng và phục kích dựa trên sơ đồ của tòa nhà. Họ sẽ giăng bẫy và tiêu diệt Sato ngay trong tòa nhà đó. Tuy nhiên khi lấy được lịch trình và chuẩn bị về căn cứ, Tosaki đã bị hai nhà điều tra Mỹ bắt cóc vì nghi ngờ anh có liên quan đến vụ mất tích của giáo sư Ogura. Izumi ngăn cản nhưng bị á nhân người Mỹ đánh bại. Cô về căn cứ và thuyết phục mọi người đi cứu Tosaki. Lần theo dấu vết, mọi người tìm được địa điểm Tosaki đang bị giam. Dưới sự tấn công bất ngờ, người Mỹ mang Tosaki chạy trốn đến đại sứ quán. Izumi đuổi kịp và cứu sống anh. Mọi việc cũng kết thúc khi điều tra viên bị bắn chết và á nhân theo ông ta quyết định bỏ trốn tìm kiếm cuộc sống mới. Để giải quyết êm đẹp mọi việc, Kay lấy máy tính riêng của tên người Mỹ, báo cáo lên cấp trên rằng Sato chính là kẻ chủ mưu trong việc bắt cóc giáo sư Ogura và tất cả việc khác. Sự cố này khiến toàn bộ kế hoạch của Kay và Tosaki chậm trễ. Họ đã không kịp thời gian đến phục kích tại căn cứ trú ẩn của bộ trưởng và không ngoài dự đoán, ông ta đã bị giết. Mọi kế hoạch sụp đổ, người thứ 14 đã chết. Khi đang rơi vào bế tắc vì không thể biết được hành động tiếp theo từ Sato, hắn lên mạng thông báo chính xác thông tin, địa điểm và thời gian tấn công vào tập đoàn công nghiệp nặng Musashi và giết chết người thứ 15. Chính phủ đưa đội phòng chống á nhân được đào tạo bài bản cùng những món vũ khí được nghiên cứu riêng để khống chế các á nhân vào cuộc chiến này. Không đứng ngoài cuộc, Tosaki uy hiếp bộ phận chức năng cho thêm 5 người vào bộ phận an ninh. Vậy là họ đã thành công tham gia vào cuộc chiến cuối cùng. Tất cả nhân viên an ninh và đội Kay đều nín thở cho đến giây phút bắt đầu cuộc tấn công từ Sato. Một chiếc xe tải lao đến từ cổng trước, tài xế bị lực lượng cảnh sát khống chế. Chiếc xe phát nổ, vụ nổ bằng bom xung tử khiến các thiết bị điện tử trong bán kính vài trăm mét không thể hoạt động. Loạt máy bay điều khiển từ xa mang theo bom được phe của Sato điều khiển tấn công vào trụ sở Musashi. Mất điện diện rộng, cả tòa nhà chìm trong bóng tối. Lực lượng phòng chống Aijin vẫn đang tập trung cao độ. Trong phút chốc, họ đã thành công khống chế những á nhân chiến đấu gà mờ. Phe Sato chỉ còn mỗi Sato, Tanaka và một vài người còn khả năng chiến đấu. Nhưng không giữ chân được hắn bao lâu, đội quân ở tầng dưới đã bị tiêu diệt. Kay tiến đến phòng chủ tịch tập đoàn Musashi, chĩa súng vào đầu ông ta và đe dọa Sato. Cậu sẽ giết chết chủ tịch và cản trở việc ông ta hoàn thành game. Một kẻ đam mê game như Sato không thể mất quyền hạ sát con mồi. Hắn hạ vũ khí và nhanh chóng bị nhóm của Kay phục kích tấn công bằng thuốc bê bất tỉnh. Đang vui mừng vì mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, đột nhiên hắc hồn của Sato cũng có khả năng tự ý hành động. Nó hạ gục mọi người và thức tỉnh Sato bằng một viên đạn. Sato tỉnh dậy, hắc hồn của hắn giết chết những người bạn của Kay, còn hắc hồn của Kay mãi vẫn cứng đầu chẳng chịu xuất hiện, mặc cho cậu bé cầu xin trong vô vọng. Cuộc chiến rơi vào bế tắc, đúng lúc quan trọng thì hắc hồn lại giở trứng. Sato dự định chém đầu Kay thì bị cản lại bởi đội quân phòng chống á nhân. Hắn cũng không chơi đùa mà vào ngay việc chính là giết chết chủ tịch tập đoàn Musashi. Sự việc kết thúc, Sato lại giành chiến thắng. Kay và cô bị chính phủ bắt đi. Tosaki chính thức trở mặt với quân đội, giải cứu Kay và cô. Tosaki và Izumi bị truy nã trên diện rộng. Kay sau sự việc đã không còn vẻ tự cao như mọi ngày,
cậu trở nên chán ghét bản thân vì không thể cứu những người đồng đội. Sau khi giết được 15 người trong danh sách, Sato tiến đến một kế hoạch mới làm bá chủ Nhật Bản. Chính phủ Mỹ sau khi nhận được mail cũng đã lên kế hoạch đem quân đến Nhật Bản để viện trợ chống khủng bố, với ý định sau khi chiến thắng sẽ độc chiếm Á nhân Nhật cho quân đội Mỹ. Dù vụ việc này vi phạm chủ quyền lãnh thổ nhưng đã được chấp thuận. Vì tình hình nguy cấp hiện tại, cả hai quốc gia sẽ chung tay tiêu diệt thành phần khủng bố nguy hiểm này. Sato và đồng bọn tấn công vào căn cứ quân sự Nhật Bản. Chúng chiếm lấy súng ống và các vũ khí tối tân bao gồm 12 quả tên lửa với sức công phá lớn. Với thông báo được Sato đưa ra, nếu chính phủ không giao toàn quyền cai trị đất nước Nhật Bản vào 12 giờ tuần sau, 12 quả tên lửa sẽ được bắn ra, giết chết tất cả người dân của đất nước này. Đại tá Koma liên lạc với Sato, đặt sự an toàn của những công dân lên hàng đầu. Chính phủ chấp thuận trao một số hòn đảo ở phía nam Hokkaido cho hắn để thành lập một quốc gia Á nhân độc lập. Trước sự vui mừng của các Á nhân dưới trướng Sato, hắn từ chối và phóng một quả tên lửa vào khu dân cư. Sau những hành động của Sato, những Á nhân theo hắn dần dần nhận ra thứ hắn đam mê là giết chóc, cày game và biến thế giới thật thành một trò chơi. Hắn không hề mong muốn đòi quyền lợi cho Á nhân hay đưa những mặt tối của chính phủ ra ánh sáng. Rõ ràng, Sato là một kẻ điên. Đối với hắn, trò chơi chỉ đang bắt đầu và vui là chính. Mọi Á nhân đều đang hoài nghi và phản đối. Sato cũng chẳng thèm đóng kịch nữa. Hắn chia ra vào họ: nếu có ý kiến gì, ta sẽ nhốt vào thùng sắt. Tất cả mọi đấu tranh cho Á nhân giờ đây đều trở thành vô nghĩa. Những Á nhân lén lút rời đi, họ không muốn trở thành kẻ khát máu trong một cuộc chiến vô nhân đạo. Em gái Kay trở thành vật thế thân, những tên côn đồ không làm gì được Á nhân. Chúng bắt đầu tấn công vào bệnh viện, trút giận lên người nhà của Á nhân. Xã hội trở nên vô cùng hỗn loạn. Kai, người bạn thân thiết của Kay đi nghỉ dưỡng mãi đến giờ mới xuất hiện trở lại. Sau khi chia tay nhau ở ngọn núi, Kai bị đưa vào trại giáo dưỡng vì hỗ trợ Kay bỏ trốn. Nhưng sau khi nghe tin em gái Kay trên TV, Kai trốn trại dưới sự giúp đỡ của một người bạn Á nhân có hắc hồn sở hữu đôi cánh như chim. Kai nhận nhiệm vụ bảo vệ Eriko để Kay yên tâm chiến đấu. Quân đội Nhật cũng không ngồi yên. Dù rất thất vọng, nhưng họ vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng. Trong 7 tiếng tiếp theo, nếu vẫn không khống chế được Sato, trước khi hắn bắn tên lửa, họ phải thả khí độc dù điều đó có giết chết người dân xung quanh. Chính phủ cũng sẽ không thông báo di tản, bởi nếu thông tin rộng rãi, càng khó kiểm soát hành vi của Sato và hắn có thể bắn tên lửa bất cứ lúc nào. Cuộc chạy đua giờ đây chỉ còn 7 tiếng, các Á nhân dưới trướng Sato bắt đầu hành động. Để ngăn chặn tiền điện này, họ đã chủ động liên lạc với Kay. Họ cung cấp vị trí hiện tại của Sato và một loạt vũ khí cho bên Kay cùng mong muốn được hợp tác. Lợi dụng căn cứ phía dưới cống ngầm của hắn, Kay lên kế hoạch trôn sống hắn. Cậu tiến vào căn cứ, khiêu khích hắn nổi điên, sau đó cố tình thua trận và bỏ chạy. Kay và các bạn chạy xuống dưới đường cống ngầm. Sato hưng phấn đuổi theo con mồi. Khi vào sâu trong đường hầm, máy bay của Okuyama xuất hiện, yểm trợ cho Kay trốn thoát. Đến nơi an toàn, Kay lật bài ngửa. Cậu kích hoạt bom làm nổ tung đường hầm cống ngầm. Sato nếu bị trôn sống, dù có hồi sinh cũng sẽ mãi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thế nhưng chấn động quá lớn làm đường hầm sụp một đoạn dài, khiến Tosaki bị thương. Dù đã tính toán rất kỹ, nhưng Sato cũng không hề hấn gì sau cú nổ bom. Có thể hắn đã sử dụng hắc hồn để đỡ cú sập. Một trận quyết chiến trong đường hầm thực sự bắt đầu diễn ra giữa hai Á nhân mạnh mẽ nhất, Kay và Sato. Hắc hồn của Sato đánh bại hắc hồn của Kay. Hắn cũng nhanh chóng đánh bay cậu bé. Không triệu hồi được tiếp hắc hồn, Kay bị dồn vào chân tường. Sato tiến đến, nắm đầu Kay, chuẩn bị cho cậu một chiếc đầu mới và hứa hẹn sẽ dạy dỗ lại cậu. Kay cũng không hoảng sợ. Tôi cũng thề với ông, cho dù ông đi đến bất cứ đâu, tôi cũng sẽ tìm ra và giết chết ông. Với cảm xúc vô cùng mạnh mẽ ấy, đã sản sinh ra một cơn lũ IBM. Hàng loạt hắc hồn của Kay xuất hiện, không chỉ một mà là một đám. Hiện tượng flirt dữ dội này đã hạ gục Sato trong một nốt nhạc. Nhưng chết nhanh thì hồi sinh cũng nhanh. Chưa kịp cười, Sato đã hồi sinh đứng dậy. Nhây vậy ai chơi cho lại. Tuy nhiên vừa mới đứng dậy, ngơ ngác chưa kịp tập trung, Sato ăn ngay một loạt đạn từ quân đội Mỹ. Kèm với đó là loạt đạn gây mê. Hắn đã bị khống chế và bắt nhốt. Quân đội Nhật cũng đã thống nhất sẽ giao hắn cho Mỹ toàn quyền xử lý. Nói thật, chứ ai dám giữ một quả bom nổ chậm. Với mọi việc đã xảy ra, chính quyền Nhật Bản đã bắt đầu công nhận những đóng góp của Á nhân trong vụ việc bắt giữ Sato và cũng thừa nhận những sai lầm đã làm với Á nhân. Họ quyết định công nhận quyền công dân của các Á nhân. Sato sau khi tỉnh dậy đã phá tan máy bay vận chuyển tù nhân và trốn thoát. Việc này cũng dễ hiểu vì hắc hồn của hắn có thể tự do hoạt động. Đáng ra không nên trông chờ nghiên cứu gì ở hắn, cứ nhốt lại vào cái giếng không có không khí và đậy nắp lại. Nhưng dù hắn có trốn thoát thì đã sao? Theo chúng mình thì dù thế nào thì kết cục của hắn cũng chỉ có một. Giờ đây tất cả các Á nhân đã không còn phải sợ hãi giấu mặt, cũng không còn sợ hãi trở thành vật thí nghiệm. Họ hoàn toàn trở thành đồng minh lớn cho con người. Đừng nói là một Sato, 10 Sato giờ cũng không thể chống lại sự đồng lòng của cả Á nhân và con người.
Á nhân là một câu chuyện mang đến rất nhiều điều phải suy nghĩ. Chúng mình luôn tự hỏi, liệu á nhân có thực sự hạnh phúc? Gen của á nhân vẫn già đi theo thời gian. Nếu sinh ra có bị dị tật thì dù có chết đi và sống lại, họ vẫn vậy. Họ vẫn sẽ phải tuân theo quy luật của sinh lão bệnh tử, có nghĩa là á nhân cũng chỉ có một kiếp người. Quả thực nếu con người có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa, sau những tai nạn bất ngờ, thì còn điều gì hạnh phúc bằng? Nhưng nếu sự bất tử ấy khiến người xung quanh xem nhẹ sự sống và nỗi đau của bạn, thì điều đó thật đáng buồn. Bản thân mình đã từng nghĩ, á nhân có thể giúp ích cho y tế vì có thể cung cấp một loạt nội tạng, máu hoặc cũng có thể làm trong quân đội vì không thể chết và nhiều công việc khác. Nhưng sau tất cả, nếu để á nhân làm những công việc đó, không phải chúng ta đang coi thường giá trị của sự sống sao? Á nhân cũng chỉ có một kiếp người, nếu trải qua quá nhiều đau đớn như vậy, liệu trong kiếp người đó họ có còn hạnh phúc? Đây là câu hỏi tới giờ vẫn chưa thể trả lời được. Nhưng nếu là bản thân, mình xin chọn là một người bình thường. Và nếu có là á nhân, mình xin giấu đi bí mật này và sống trọn vẹn bình yên đến hết kiếp người. Còn bạn thì sao? Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!